Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong video clip mới nhất của mình. Hôm nay mình đi đến huyện Châu Thành A, tại điểm bán cây kiểng của Tính ở Châu Thành A, gửi đến quý vị clip phôi mai. Rồi chào. Dạ con xin kính chào cô bác và các chị em. Clip này là clip thứ hai của con xin giới thiệu một số phôi mai giá cũng giá mềm, mong cô bác và các chị em ủng hộ. Đầu tiên là phôi mai số 1. Phôi số 1. Dạ, cây này cao là 1m05. Cao 1m05. Cao 1m05. Hoành là 31. Hoành bao thân. Đo chính xác luôn nha cô bác. Hoành thân 31 ha. Hoành thân 31. Rồi cây này đế thì bình thường không có gì hết nha cô bác. Này về mình ghép chơi mình để bông thôi. Rồi giá rồi. Chào. Cây này con xin phép giao lưu giá là 900.000. 900.000. Con bao ship 200 km. Rồi cho qua đây đi. Rồi. Tiếp tục. Cây số 2. Cây số 2. Cây này là cao là 81, là từ mặt bầu lên đây là 81. Cành bay coi như. Cành bay là 58. Rồi. Rồi. Dạ cây này là hoành 19 nha cô bác. Hoành này là 19. Chính xác ha. Chính xác. Có cái mặt bông không? Dạ không anh ơi. Đây, hoành 19. Hoành đế. Đế hạo thôi, 76. Rồi. Dạ. Mini. Mini à, nhưng mà khéo nha cô bác, cây này đẹp lắm. Rồi, cây này con xin phép giao luôn giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu, bao ship bao ship 200 km. Cây này con bao xa hơn chút xíu được, cũng được, 300 cũng được, tại cây mini à. Rồi, cây nhỏ là 300, dạ. Lớn là 200. Dạ. Còn xa nữa thì xa thêm phí. Rồi. Rồi. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3. Dạ. Cây số 3 cây này cao là 83. Rồi. Hoành là 25. Đế đều nha cô bác. Rồi. Cây số 3. Rồi, cây này giao lưu nhiêu? Dạ, cây này con xin phép giao lưu giá là 1.2 triệu thôi. 1.2 triệu. Dạ. Con bao ship 200 km nha cô bác. Rồi. Rồi, cây số 3 xuống đây. Cây số 4. Cây này cũng cây mini của nó. Cây số 4. Cây số 4. Cây này là cao là 72, hoành chỉ có 15 thôi. Rồi. Mini. Mini nhưng mà già cây dữ lắm, già cây các bác. Lá thì nè, lá lớn nè. Này con chưa thấy bông nha, nhưng mà lá thì lớn có gai luôn á. Rồi. Rồi. Dạ cây này con xin phép giao lưu với giá là 600k. 600k. 600k thôi. Rồi. Cây số 4. Đây là cây số 5. Cây này là cao là 1m13. Tính mét 1 đi. Rồi. Cao 1m1, hoành là 23. Cây này đấy đẹp luôn nha các bác. Đấy đều đẹp luôn. Rồi. Rồi cây này con xin phép giao lưu giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu. Dạ. 1.3 triệu thôi. Rồi cây số. Cây số 5 giá 1.3 triệu. Cây số 5. Giá 1.3 triệu. Giá 1.3 triệu. Sao là cây số 6. Cây số 6. Hoành là cây này cao là 1m9. Cao 1m9. Hoành 24. Rồi. Hoành 24. Hoành 24 cao 1m9. Cây này đế thường thôi nha cô bác. Rồi giá nhiêu? Dạ cây này con xin phép giao lưu giá là 1.4 triệu. Rồi nhắc số điện thoại tính nè. Số điện thoại của con là 0799 777 775. Cơ thì giống 1000 quyền Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Cây số 6. 1.4 triệu. Bao ship toàn quốc. Ủa à, không, 200 anh ơi. 200 chứ không. Dạ. Em bán thì rồi toàn quốc thì xin thêm phí. Dạ dạ.
Tiếp theo là cây số 7. Nếu toàn quốc thì khoảng thêm khoảng 100-200 ngàn. Dạ đó. Đúng rồi, toàn quốc con 100-200 ngàn cây giống quá. Cây này cao 1m3, vành 28. Đây, chỗ này nó cái gì vậy? Dạ, này, em cũng không biết nữa, em vô vườn em bứng nó bị gì nè. Chày da vậy. Dạ. Mối đóng ổ mối gì vậy? Dạ, đóng ổ mối vậy. Từ thì mọc cây này, mấy cây này em bao sống trên nha cô bác nha. Rồi. Rồi. Về chỗ nào cô bác mà có hỗ trợ thì điện cho em. Em muốn biết được chút định cho trồng cây. Hoành mấy? Hoành 28. Rồi. Cao 1m3. Giá sao? Dạ, cây này sẽ giao luôn giá 1.3 thôi. 1.3. Cây này cây số 8. Cây số 8. Rồi cao nhiều quá cao. Cây này cao là 2m3. 2m3. Hoành lớn, hoành 30. Hoành thân 30. Dạ. Đây, đế cũng đều đẹp luôn. Rồi giá như em ơi. Cây này 1.6 triệu anh ơi. Bao ship 200 km. Dạ, ha. Em bao ship 200 km. Xa hơn thì hỗ trợ thêm phí. Cây này là cây số 8. Rồi, cây số 8. Dạ. Rồi xuống đây. Tiếp theo là cây số 9. Cây này là cao là 2m35 chứ 2m3 đi. Cao 2m3 hoành 30. 2m3 hoành 30. Cây này em coi cho các bác xem. Đây hoành 30. Xích xuống chút xíu nữa. Thì cái củ này đi. Củ này là 41. 40. Dạ 40. Rồi, rồi. Cây này con xuất khác giao lưu trứng chút xíu. Là cây số 9. Giá cây này là 2.3 triệu. 2.3 triệu. Cây số 9. Rồi, cây số 9. Xuống em ơi. Đây là cây số 10. Cây số 10, cao như em ơi. Dạ, cây số 10, cây này là cao 2m. Cao 2m. Hoành 29. Đây. Hoành thân 29. Để đều cô bác cảnh này qua xếp mở đi. Để đều đây. Rồi. Rồi. Chi cạch cũng đủ đều luôn nha. Rồi cây số 10. Cây số 10 con xin phép giao lưu giá là 2 triệu đi. 2 triệu. Vào tiếp 200 km. Cái số 11. Cao quá cao. Cây số 11 cao 1m8. Cao 1m8. Dạ. Hoành 26. Hoành thân 26. Cây số 11. Giá là 2.1 triệu. Cây này là đế đẹp với lại lá này. Lá đây là lá lớn mà có gai nữa nha cô bác. Chó hơi nhiều quá. Ôi, được rồi. Rồi, đâu có đó đi ạ. Rồi, chỗ đó giật tắt máy giùm em. Rồi, cây số 11 giá 2.1 triệu. 2.1 triệu. Dạ. Rồi, đế đều luôn nha cô bác. Đổi em ơi. Rồi, đổi. Theo 12, cây này cây cuối cùng. Cây này là cao 85, hoành 34. Cái này già cây lắm. Cao 85, hoành 34. Còn giá cây này em xin phép giao lưu giá 1.500.000 thôi. 1.500.000. Dạ. Rồi, tiếp 200 km ha. Dạ, dạ em bao ship. Chỉ có duy nhất một cây nhỏ là toàn quốc. Dạ, cây nhỏ là xếp toàn quốc nha. Rồi. Rồi.
Rồi vậy hôm nay cũng kết thúc ha. Dạ dạ. Rất mong được sự ủng hộ của bác và các anh chị em. Dạ con xin hết ạ. Rồi xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào những buổi sau.